Chào buổi sáng. Xin chào mọi người nhé. Mình trở lại channel Nigeria Canada. Trở lại đó, quay lại đó. Này. Đây nhà ở Lexus. Nhà mới làm này. Gần xong rồi. Xong rồi. Đó. Everybody, good morning. It's Monday. So, townhouse we did last couple week. Decided well, stop you. That is basement. Nhà yeah. Basement đấy. Nhà dưới. Chưa xong đó. Mình làm cho các bạn, quay cho các bạn thấy đến công việc mình làm đó. Lexus Windsor on Ontario Canada. Yes, Ontario. Yeah, yeah, đi. Nhiều những bạn này mình mạng driver là mình nén lục tìm rồi nó driver này tệ tệ nó bị ơi buffer flight này hồi lại đưa buffer flight này quay lại tệ 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 mọi người nhá. Đó mình quay cho các bạn xem công việc mình hàng ngày đó. Đó. Làm vậy thôi, xong nước ngoài vậy thôi. Ba đứa em anh em mình làm á, làm nhà tìm đồng bạc. Không dễ đâu, khó lắm. Làm cực khổ. Mới có công ăn làm mấy con cũng làm không cay cũng có được. Đấy, mong các bạn chia sẻ và subscribe cho ba đứa hôm nay mình hành động yeah.
để ba đứa em động lực cho bà anh em mình để làm sức khỏe tới nữa. Ok nha, bye bye nha. Mình quay cho các bạn nha, để các bạn coi. Cô mới đăng trong tuyệt đó ha, nên quay cô mới đăng trong tuyệt đó lăng ấy. Cô cái video này này vừa là đỏ chả cục nó này vừa là ủa đây sáng mì đấy mì bọn vợ tôi kiện gọi đấy mang đi quay với mình đang như lòng gọi nên vừa là mà ta mà mì này chú ngọn vợ chìm cái sắt ra này ngọn vợ là đi này mì với ta ta chỉ mì mà vợ này bẹt gọi là tiếp một này là tiếp su chiên cũng lại su bông là ngoại sư bông họa toàn này rồi việc ta bộ video này năm dù địa miền đông chẳng tươi mê chẳng mê thơ một ran từng ngày video lo từng vừa rồi subscribe comment ngồi đồ mà hem mình ghi một bài.